Hello cả nhà, hôm nay cái bình đổ xèo xèo bột hương xưa nha. Luôn đồng hành với cánh mình. Ở đây nè. Này này. Xong mình. Này xong thành phẩm rồi nè. Rất là giòn ha. Nó bột pha sẵn đấy nha. Giờ mình đổ tiếp nè. Lắc bên đây. 20 khắc. Nè cái này cái thứ ba. Mới đổ rồi nè. Cái này cái thứ ba nè cái này. Đảo trong nè, nó đỡ dở dầu nè, nó chảnh cái dầu, chịu khó quay chảo vậy nè cả nhà, cả nhà phải quay chảo chịu khó quay nè, thấy không cái đầu dính nè, chịu khó quay thì nó rất là giòn, còn cái nhà không quay nó bị khét, nó cứng cái bánh nó mới ngon. Quay nhanh, hello, cái này là bột pha sẵn nha, bột pha sẵn, tùy mua về tùy đổ pha thôi, rất là dễ làm, có hướng dẫn sử dụng đấy. Rau nè, đây, nó vừa cầm miếng xèo mà vừa có rau trong sống nha cái nhà. Ở quê luôn miền Tây thì có lá cách nè, lá xoài nè, còn ở đây là Đồng Nai nè, đó là cũng có lá cách nữa nè, lá xá xị nè, cải xanh nè, cải ngọt, tất cả các loại rau. Còn nhân bánh xèo là gì vậy cha? Nhân là tôm nè, thịt heo nè, nấm mối nè, thịt bằm nè, giá. Giá mình bắt kêu bằng đổ cả nhà. Chuẩn bị 3 cái rồi. Cánh bình xào làm thịt trước đó. Ở bên này cái nồi nhỏ, cái chảo nhỏ để mình làm thịt trước, nó luộc trước. Quý vị nào mà yêu thích bánh xèo thì có kiểu cánh bình của mình hướng dẫn cho là bột hương xưa nha. Bột hương xưa, hương xưa. Ok, xin chào. Tất cả quý vị vui vẻ, quay cho nước. Đó là một. À, để cái để hành vô thôi, bột cũng có hành sẵn rồi, nhưng mà cái mình cứ để hành vô. Chuẩn bị cái này luôn nè, đây luôn nha, giòn thấy nha. Giòn lắm đây nè, đó, thấy không? Rất là giòn cái nhà thấy không? Đó, thấy không? Giòn lắm luôn. Ok, chúc sức khỏe cả nhà nha, vui vẻ, hạnh phúc nha. Mình sẽ đổ tiếp. Ok cả nhà. Xin chào.